Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngay bây giờ chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người đi nào bác thanh niên ơi. Hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những hòn đảo siêu siêu quen thuộc các bạn ơi. Hôm nay thì chúng ta sẽ có cuộc chiến giữa hai loại Lucky Block các bạn nha. Đấy, bên này đó chính là một cái Lucky Block có tên là mã độc. Đấy, mình dịch ra tiếng Việt cho các bạn luôn. Còn bên này là nâng cấp. Đấy thì thôi, chắc là mã độc các bạn không hiểu là gì đâu. Đại khái là một cái gọi là một cái mật mã của hacker đấy. Thì gọi là hacker thì nó dễ. Đấy, bên này là hacker, bên này là upgrade các bạn nha. Thì hôm nay là mình với cả Vanh một team đi. Ok, còn hai anh em kia một team. Đấy thì đỏ đi. Bên này màu đỏ cho hợp. Ở bên kia màu xanh thì chọn bên kia luôn. Rồi, đây nói chung là tí nữa chúng ta được trải nghiệm mà. Đây, đại khái Lucky Block gọi là hacker mã độc này thì chúng ta gọi là xem là có cái gì liên quan đến hacker mình. Úi giời đấy, chúng ta có một cái gọi là computer pass à. Úi giời sao cái này nó không mặc được các bạn ơi. Rồi thì ok thôi. Úi giời Núp có một cái xẻng của hacker các bạn ơi. Đánh đi. Đâu? Đánh nó đi. Đây đang đâu. Úi giời ơi, nhiệt. Rồi, chưa thì đã rén rồi bạn ơi, có con. Ui. Ui ôi, ui giời. Ui giời đúng rồi. Nó phải ui ôi. Đấy, nó yếu dã man luôn đi. Ui nhưng mà tấn công là không biết bao nhiêu nhưng mà Núp đã có gọi là ui sắp full một set đồ rồi đấy. Ui giời ơi. Này Vanh có phần mềm. Phần mềm đừng có dùng nha, phần mềm hack là chúng ta đi bụi đấy. Ui sợ. Ok. Đây mình sẽ gọi là ui. Tính ra con này mình ui đánh được mạnh lắm anh ơi. Ui. Rồi. Rồi hình như là Núp gọi là hack một cái thôi, Núp hack một cái nó mới nghiền ngón luôn ạ. Ui. Thì ra cái này ghê đấy, cái này ghê bắn mà. Trời ơi. À, cái này là gọi là phần mềm chống hack. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ui tôi biết là. Ây à, cái gì nữa đây? Rồi, anh à. Ôi giời ơi. Không, cái này hôm nay không. Này anh nhìn Zeno kia chơi gì chơi vậy? Về nhà đi. À đi nhầm thôi, nhầm đâu mà này, nhầm này thôi. Con giờ này đi nhầm nhà tôi sẽ chạy sai sai. Ui để Núp, để Núp. Đây Núp. À Núp đấy. Ui được cái áo luôn này. Hợp lý luôn. Ui Núp có fly rồi. Này cho thừa quân. Này nhìn nó, ui nó mạnh vậy. Ta sang bên kia ta chiến đấu. Ui đồ này không thắng gì đâu. Mấy con này đây. Đâu, Núp sang cho. Ui giời ơi, nói chung là Lucky Block bên kia là upgrade các bạn ơi. Đại khái là bên kia phải nâng cấp đồ. Nâng cấp đồ bình thường à, muốn nâng cấp được đồ là phải ấy các bạn. Còn bên mình là hacker mà. À đây là con này đúng không? Con này đấy. Được chưa? Được chưa? Chưa. Gì đồ. À con giày gì đồ. Đồ nó mới được. Tuổi không có tuổi đâu. Quá trời cái nâng cấp luôn nè. Cái này cái bom chip này. Chưa nâng cấp thôi. À mấy đâu. Nâng cấp. Ôi đang nâng cấp đồ mà. Nâng cấp này rồi. Cái này chết không mất đồ ấy, đâm ra nâng cấp mấy thanh niên. Thôi ok tôi té rồi. Ui. Ồ có modify bom phần mềm. Ê, chết dở rồi. Ôi bay lên trời rồi. Sao lên nước trăng rồi. Hay quá. Rồi mà. Rồi sao đâu. Núp vẫn còn full hiệu ứng mà này, tự sát thôi các bạn chả làm sao. Trời ơi sao ơi. Vẫn bình thường đồ á. Cái này không mất đồ này, thoải mái các bạn ơi. Ui hacker vẫn là. Ủa cái gì đây, có một cái gọi là chip gì này. Cái này là cái này không biết là cái gì các bạn ơi, tôi còn không đọc được tên cái này các bạn ơi. Cái thật các bạn. Đâu cái này là cái gì đây? River Simil. Ok River. Ok River. Nhà cái đây đúng không? Ấy nó nữa kìa vậy thôi. Cái này hình như để ném ra các bạn ơi. Tôi cái này chắc là để ném các bạn ơi. Cái này quả bom này hay ghê. Ném thật các bạn ơi. Đây để Núp xử nó cho. Tuổi. Nó đi rồi. Trời ơi tuổi gì ngay. Ủa cái gì đây? Nó bên kia. À email à. Một cái email gì đó. Email. Đâu sao nào để Núp gọi là Núp sẽ đi tìm hiểu bạn. Email. Ui cái này chế được đồ này. Ui, đồ này là phần mềm hình như diệt virus các bạn ơi. Cái con này. Chúng ta có đồ. Ui, lại cái gọi là diệt virus tiếp này. Ui, chứ mình là combo gọi là cả hacker cả gọi là diệt virus luôn. Ui, combo. Đây. Đây. Nhận đấy, nhặt đồ đi, có đồ đây. Ui, đồ đi ra. Nhặt đồ này nó. Lúc lại có thêm gọi là Windows Defender này. Ui, bảo vệ này. Ui, rồi có đống cái đề kháng cái này regen máu 3 sở trang 3 regen em đang cấp cho cái kiếm em nó đánh đỉnh hơn. À này cho Vanh cái này cho Vanh cái gọi là phần mềm diệt virus này. Rồi nhặt đi. Ồ Vanh có rồi, Vanh có full nét rồi. Đây. Ui cái này sức mạnh gọi là level 5 à level 4 luôn đấy. Cho Núp à. Cái gì đây? Ui giời ơi, cái đấy Núp có rồi.
Cái này nút có rồi, nút có full rồi. Ủa cái này tính ra là ủa đây ba cái một lúc này. Ồ, mình có USB. USB làm gì đây? Ơ đâu xem nào. Ủa rồi. Không biết để làm gì nó. Đâu? Bảo cái gì mà đâu? Virus. À, cái này là USB chứa virus đúng không? USB sở tích mít. Bỏ vô máy tính đi là. USB đúng không? Để nút rồi xem nào. Ờ cái này chúng ta để chế độ virus. Ủa ơi. Nhưng mà nút computer phải có mật mã của máy tính nữa cơ thì mới chế được. Nhưng mà nút có full một độ bộ độ virus rồi thì chế làm cái gì các bạn ơi. Mà tính ra là đánh mấy con kia nhàn thật. Ủa nút có hai cái USB luôn. Ồ đây này. Đây này có pad ấy này. Đây nha, nút sẽ vào đây nút chế cho bạn xem. Cái gì nữa đây? Cái gì đây? Này luôn cái gì đây? Chắc là anh rồi. Chỉ có hacker rồi, chỉ có hacker mới làm được điều đấy thôi mà. Làm sao? Ôi sao mình đi nhanh này. Ủa này, đồ mấy thanh niên kia đấy. Đúng rồi. Thì sao? Làm sao? Như nào? Thế vậy là mấy anh đi cái giúp ích cho mình chạy nhanh rồi. Thế à? Úi xời, ok đây. Có đá Pepsi ơi. Mình sẽ gọi là đây bè, mình sẽ chế tạo gọi là đây nha đồ. Ui giời, đấy ví dụ như là mình sẽ có thể chế tạo một thanh kiếm này. Vanh có kiếm virus chưa? Chưa đúng không? Hay là có... Chưa, Vanh okay. Chỉ cần áo thôi là virus. Đây, chế... áo thôi là full à? Ok, nó sẽ chế tạo một cái áo cho thanh niên Vanh này. Đấy, cộng thêm gọi là một cái kiếm cho Vanh này. Đấy, ok, này ra nhận hàng. Ui giời ơi. Chị luôn nè, đấy qua bên kia hành với thanh niên này đến đâu để nút xem là còn tính ra là hết rồi đấy bạn ơi. Rồi, mấy đồ con virus này. Của hacker là VIP nhất rồi. Ui giời ơi. Thế rồi bạn. Ôi, có này, cái... À, cái gì nổ ghê vậy? Ui giời, cái này là cái gì đây? À, cái này là diệt virus bạn, antivirus này. Nhưng mà cái này là... Quanh mở, ui ôi. Cứ kịp đóng vào văn nó đi. À, hay lại có con này, này lại có con này. Tính ra là may mình tiêu chí thử đọc chứ đi bạn. Em thử hay mình vào mình hên mình được cái xẻng các bạn ơi. Cái này sức tấn công không biết bao nhiêu bạn ạ. Đại khái nó không ghi sức tấn công. Có chết đấy nha, có chết. Không, phải chạy gần văn mới được hiệu ứng xong mới giết được văn. Ui ôi, ok, chết queo luôn. Ui ôi, như văn nhờ hiệu ứng của văn ảo thiệt chứ. Mấy thanh niên gọi là đánh bại được mình à? Chết dở rồi anh em. Thanh niên khang đánh nhanh quá. Ui ôi, cái gì rồi toàn được bay lên trời thôi. Chỉ có hacker thôi. Lỗi lỗi của bên hacker rồi. Hacker gọi là hack máy tính nhờ. Xin lỗi đi không? À, nếu xin lỗi, lỗi ok đi. Để nút sang nút xin lỗi cho. Ok đây này. Ủa đây lại được thêm cái gì đây? Cái này là gì? Gamer là cái gì? Cái này là giống kiểu gọi là Gamer. Thôi tôi cũng không biết là cái này viết là R-mer. Cái này chữ U lại còn hai cái dấu chấm như này các bạn ơi. Cái này không biết để làm gì các bạn ơi. Cái này khó. Khó viết quá. Ủa ôi, cái này giống như kiểu một cái mail các bạn ơi. Một cái gọi là một cái mail chắc là có chứa mã độc của hacker các bạn. Kêu đón xem. Ôi nổ. Hay quá nè. Hiểu luôn. Rồi nút đập xong 9 cái này nút cũng đi chiến đấu các bạn ơi. Nhưng cho đấy cho thực ra là cho bọn gọi là team bên mình là mạnh lắm rồi. Chứ nhưng mà còn mấy thanh niên kia thôi. Nên đâm ra cho cơ hội đấy. Cho cơ hội. Rồi ok bắt đầu đi chiến đấu rồi. Đi chiến đấu anh em. Tầm này cho cơ hội mà không thắng được nữa thì tôi chịu đó bạn ơi. Đâu, hai con dài vẫn đang đi mạnh đấy nhá. Đâu, hai con dài nâng cấp được cái gì chưa mà. Kệ bao rồi, kệ gõ đi gõ chứ đi. Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Ui giời ơi. Vanh có thể thua rồi mà đúng rồi. Nâng cấp là phải tìm cái đồ để nâng cấp giáp lên. Đúng rồi, phải tìm. Nhân này, ui giời ơi. Rồi, mất quả táo thôi. Hai con dài này phí lắm ạ. Cái Vanh để cho Khang. Ui giời, còn cái nệt luôn. Dư giả thời gian để Khang đập thôi. Đúng rồi, ok. Đập luôn để chiến thắng. Đây, cho đấm nè, cho đấm nè. Ui giời ơi. Ôi, chết đỡ rồi. Ui, quả cúc siêu to rồi, phá giường rồi đấy. Con thì cho đấm đi. Này này. Đồ này không thể phá vỡ được. Đâu đâu. Mấy con dài đâu rồi? Thanh niên xuống đây. Đây, xuống đây, xuống đây. Đâu, thanh niên đâu? Đâu? Ở ngoài nhà này, đằng sau nhà này. Nhà đâu? À, con dài bên đằng sau à? Vay vào xuống đi. Vay vào xuống đi giải quyết đi. Ê à, châu ơi. Ui giời ơi, xuống đây. À, con dài. À, con dài có quả táo. Tới đây. Ui giời. Ôi. Không, nó biết cách để xử thanh niên này rồi. Vay ạ, cho dù cho thanh niên bất tử đi chúng ta. Chúng ta về chúng ta đập lúc kim lóc thì chết à? Chưa chưa trên trời. Để lúc về lúc đập lúc kim block khách máy đối thủ là quên được. Hỏi ơi, cách đơn giản nhất thanh niên không có fly mà. Rồi, thanh niên tế thủ vực rồi. Thanh niên chết chưa? Có cần lúc đâu không? Không. Ừ đây, bay bay lên, đánh bay ra. Ok, anh cứ đánh đi, không đánh được bảo lúc để lúc lúc đang gọi là đập rồi, đập liên hoàn đập lúc thắng để lui. Ok, lúc rồi đấy. Này này, ông chết không tin các bạn ơi. Thôi tôi tự sát. Thôi tầm này khỏi cần bạn. Nói chung là bất tử đến mấy gặp lúc kim block hacker đều có vấn đề để giải quyết được bạn ơi. Hack một phát máy tính luôn là tự tắt đấy. Rồi, ok bây giờ chúng ta sẽ đổi bên. Ê, nhưng mà từ đã vanh thử đánh lúc nào.
Ui chết ơi, ui đánh, đánh cũng không xin nhỉ à? Ui cái này khó nha, để lúc đang tìm gọi là giải pháp nhưng mà chắc là khó rồi. Rồi bây giờ đổi bên này, chúng ta sẽ đổi bên các bạn ơi. Ui trời ơi, chết rồi, trời tới Khang ơi, trời tới rồi. Không cũng chưa biết được. Chúng ta cố gắng lắm rồi, tới lắm rồi. Mình cũng chả nhớ rằng là cái Lucky Block này nó có đồ gì VIP không bạn ơi, upgrade này. Thật ra nó chỉ có đúng một bộ thôi, nhưng mà phải kiếm đồ để nâng cấp. Chúng ta phải đập nhanh, Ui. Ngoài sao mà có gọi là chip loot box này. Ui được tự xa ui mất đồ à. Ôi dạy, chết giả, chết mất đồ ạ. Chết giả rồi. Ây yêu trọng tài chân này, yêu cầu anh trọng tài gọi là xét lại bạn ơi. Chắc là anh trọng tài quên mất bạn này. Để mình mất hết đống đồ kia à. Quay như chơi lại từ đầu à. Hay quá. Lại giờ mới bắt đầu này. Cày thật các bạn ơi, tôi đang có cái đồ kia mà. Ây xong à. Có nói xong ạ, ok không sao. Ui kiếm lại cái chết hay là cái đồ kia mà cái chip lốt bóc kia là chắc chắn là. Ui đây. À, có đống chip này thanh niên vay không nhà nào. Ui giời. Không, vừa lấy bên cấp đi. Vừa tầm nhặt vừa tầm đập ra chết luôn. Vừa tầm đập ra chết luôn ạ. Ok. Đấy lại có thêm chip nữa này. Nhặt. Ủa, cái này mặc được. Nhặt càng nhiều càng ít lên. Nói chung là mấy cái chip này chúng ta sẽ cần các bạn ơi. Đấy, ông. NTV. Windows Defense luôn này. Nhìn có nhiều ấy thế nhỉ. Mấy đi nhìn có nhiều gọi là đổ vip thế nhỉ? Đổ vip quá ta. Cứ gọi giếng nào vanh cứ thả ra. Ui ôi, tỷ lệ gọi được cái chip nó cao lắm. Ui ông okay, bạn đây có em một đống đồ hồi luôn tào lao. Nó còn rất là nhiều chip bạn đây. Đây có cái thằng nào level 5 modifier. Nhưng mà chúng ta có ấy đâu. Chúng ta chủ của đây. Có. Nóng trong người, nóng trong người không phải uống siêu bia. Ok, vì sẽ đánh. Sẽ đánh mạnh nóng hả? Sẽ đánh bỏng luôn đi. Ôi. Modifier chết. Đây luôn á. Quần đâu nhìn cái nhìn cái sức mạnh này đi không? Nó kêu mình bắt tính toán kìa. Ui, chúng ta phải ấy phải kiếm được đồ. Đi. Coi nó bằng nhiêu. Nó được nhiều vàng lắm này. Cái gold block này. Nói chung là nhiều đam. Quan tính đâu. Ui. Cái này ném vui nữa. Bắn ghê thật các bạn ơi. Ừ nha, đây nó có thể nâng cấp được này. Nó có thể nâng cấp được lên gọi là ấy này, đấy. Level 2 này, level 3, level 4, level 5 này. Đó, có đề kháng level 3 rồi. Cái gì đây? Chơi dơ đây. Này, người ta đang nâng cấp ở trên này liên quan gì đánh người ta. Sao lại chơi trên đấy nhỉ? Ok, người ta ngài nên về nhỉ. Người ta xinh đứng đây người ta. Ôi đấy, đấy. Ok. Ngài lên đây nâng cấp nha. Ai nấy về. Ai nâng cấp trên đây đi. Nâng cấp trên dài luôn hả? Ngài bạn này sao? Nào bây giờ mình sẽ chúng ta à đâu. Cái này mình sẽ nâng cấp ấy đâu. Cái này nâng cấp cho Cúc, cái này nâng cấp cho Kiến này. Hay đâu có giáp gì biết rồi ta. À, nó có mà rất là nhiều giáp VIP mấy thanh niên không biết rồi. Antivirus này à? Ui lại là mày à? Hỏi nó đông. Đây rồi, quần VIP đây rồi. Phút này. Ồ, đây là gì á? Cái gì đây? Cái gì đây? Ồ, lại chi tiết này ngon. Ngon bạn ơi. Cái này chúng ta phải nâng cấp bản chế tạo để ở đây. Ok. Phải thiết chế gì? Phải chế thì núp gọi là núp ở đây, núp lại nâng cấp cái đôi giày tiếp bạn. Đồ nó VIP lắm anh yên tâm. Bây giờ núp nâng cấp lên áo. Chắc là không có win được đâu. Bạn này. Chắc không. Người ta nâng cấp lên gọi là level max đề kháng level 4 đây này. Đề kháng level 4 đây này. Ghê đấy. Computer bắt buộc hả? Chứ gì người ta được đề. Kiểu máy tính người ta đấy. Đề kháng level 4 ở đây các bạn. Ghê đấy. Bây giờ chỉ cần cái vũ khí thôi. Chúng ta cần vũ khí thôi rồi là chúng ta lại. Giảm chế con dùm bài. Ủa, con Yubi đánh chết luôn. Đúng là một quả táo gọi là. Thì chúng ta có thể nâng cấp quả táo lên. Con Yubi đồ VIP. Ui, con Yubi nhiều đó. Ui, level max rồi. Ui, level 5 hết này. Gà. Sợi. Vừa tầm đang chế bay lên trên. Sao nó vẫn mắc được con tính. Đây. Sao nào, cái này không có fly. Này hơi khoai. Ok, thôi. Bây giờ nãy fly được ta. Mình đâu có fly gì. Cái đấy không biết đâu. Hên xui thôi, nhân phẩm kém thì chịu. À, full set bonus fly. Nhân phẩm kém thì chịu thôi. Giờ tôi tìm cái áo cái mũ. Ngoài nút xăm nâng cấp được gọi là full hết đống đồ đấy. Ha, để cho nó đập à đặt xong cúp 100 nam rồi, cúp 100 nam rồi. Ui giời, quả cúp 100 nam rồi. Cái boy gì đây? Boy à, ui giời đây rồi, tôi. Đi gì đâu, xa ra chứ được. Từ. Mình giải này tí cho biết là lễ hội của bầu chip à, cái này dành cho gọi là cung bạn. Cho xét đánh các bạn này, xét đánh tầm này đánh không thấy mất máu rồi. Ôi giời ơi. Xét yes đánh sir. Không mất máu là nó xuống dạng các bạn ơi. Hiếu Nguyên giờ là sao ta? À mong sợ. À, Hiếu Nguyên giờ cho áo giáp hoặc là squat nào mà. Nó chết luôn. Từ từ đó bạn, đâu khắc có đó mà. Ôi, chết nữa nè. Có cái revival. Đâu, revival đâu? Có revival. Là cái này à? Đâu. Cái này có vẻ có revival.
Không trời, cái đấy là recall gì mà ba mà. Ôi chứ con zombie được đó chứ nó. Revival nó ra làm người ta có từ revival. Đây ui có mũ này. Rồi nhiều đồ nhiều. Có giáp không? Có cái áo không? Ui tính ra là cái ui đang kiếm cái áo full giáp thì mới bay được. Ui có gọi là dead chip à. Ui ôi. Trời ơi. Trời ơi. Hack rồi, hack nữa rồi. Cái này là kill everyone này. Xịn phết nhỉ. Nhiều cái hay các bạn ơi, cái này phải nâng cấp. You everyone. Cái này là nó phải nâng cấp, nó có cả bộ vợ. Cái gì ở đây? Ui giời ơi. không sao các bạn, mình không mất gì mà, mình không mất gì đâu. Ui nhưng ôi mà ông zombie mạnh dữ trời. Đây rồi, chúng ta có thêm cái áo. Ok. Này, đập đi. Đập thoải mái đi. Áo. Ok. Đập đi. Đập được 3 cái chết. Chết luôn. Cần thêm cái mũ nữa các bạn ơi. Ú đây rồi, cái áo đây rồi. Cái áo, cái mũ. Tập được ra con rô mới là ngon này. Yeah, phải lại. Ui giời, lại kim cương lắm thế nhỉ. Đây, kiểu có cái chế mũ đây núp. Đâu? Quặng chế đây. Quặng đây này, ok, đây đây. Quặng vàng vàng này. Để núp làm nốt ấy đi. Úi giời. Vừa nói xong câu. Vừa nói xong câu để núp làm nốt đây. Ok, em có đủ biết vậy. Ui, em ra là đứng gần mấy thanh niên gọi là ấy luôn này. Có thì đủ hai sẽ đi. Đứng gần mấy thanh niên gọi là mình được đồ à, được dụng luôn này. Nãy con rời kia đi phá trước này. Đánh đi Vanh, Vanh tiếp chiêu đây. Vanh là người tiếp chiêu nha, nó không biết gì đâu. Đấy, rồi, đây. Tiếp chiêu mổ một cái. Từ ra, chờ xíu để ta nâng cấp luôn cái kiếm nào đánh nhau nha. Chờ xíu. Không, có nâng cấp cũng gãy thôi. Đây, không, người ta. Chờ xíu đây, cho cơ hội người ta coi. Đâu, ra cho đánh trước coi. Ai đánh đi. Ôi. Đánh đi, tự chết luôn kìa. Đâu, quan dài đâu, vô lây. Ai, come on. Nhận. Ôi. Nó phế thật các bạn ơi, thời hạn chứ. Không đánh được núp đâu. Đánh đi, đánh hộ cái luôn. Rồi. À. Mày bánh quy rồi. Quy. Nhẹ thôi. Nhẹ nhàng luôn. Rồi. Mạnh quá, mạnh quá bạn ơi. Nhẹ nhàng thôi. Từ đã, bạn táo vào, quay lại đây. Ui. Táo hoàng, táo. Táo hồi nãy của Geno đúng vậy. Đâu, đúng rồi. Táo bất tử đấy. Đâu, con giờ đâu. Đây. Đây. Ui ôi, nếu hình đi đánh nhanh là chết nha. Ui ôi. Cái này. nhưng mà không lấy hen thua lắm bạn ơi. Nãy còn đúng một máu kìa. Ui. Đấy, à vẫn nhưng vẫn có cơ hội chết, nhưng mà mình khó các bạn ơi, mình khó quá. Quá khó rồi. Mình không có fly thì làm sao? Có quần hay gì đâu. Em có cái quần nè. Có quần rồi. Mình không fly khó quá các bạn ơi. Đây có bánh quy luôn, sang cho ăn bánh quy ngập mồm luôn. Bánh quy là quăng vô bọn quên đi. Là nha, là núp bỏ là chết. Chắc bánh quy vô mồm anh nè. Bánh hả mồm ra đi, em hát vô mồm anh. Đây, ra chiến đấu với Vanh đi. Bánh quy vô mồm đây. Ui, thế nhìn ném bánh quy à. Nào, lại đây đánh nhau. Tại sao phải sợ thế nhỉ, này, có fly sợ đi. À, có fly mà rẽ đi. Ui, đi quán gì choáng luôn kìa. Ghê vậy. Ôi, quán gì ghê á. Ui, mấy thì có cái bánh quy gây ấy này. Ok. Mấy thì không thể nào đánh được mình rồi. Ê à. Chào rồi. Tất nhiên rồi. Ôi, tất nhiên rồi. Em luôn kìa. Chỉ có bây giờ ta không có fly thôi, nhưng mà có lâu mới đẩy lùi được ra, hiểu chưa? Chắc chắn là không đẩy lùi được nút đâu. Ôi. Bắn cung. À, làm sao mà đẩy lùi được mình các bạn ơi, tầm này là. Ấy, rồi sao? Ủa gì đó vậy? Nút a dùng nhầm quả táo sang quả bom. Bay lên. Không sao, nút vẫn sống. Nút chỉ là bay, đang bay lên nào, trời thôi. Nào đánh nhau tay đôi, trời ơi làm okay, gì. Ok Vanh, MC. Vanh đã bị đánh thuốc. Chết dở rồi. Nút đang có slow phone rơi hơi chậm tí rồi, nhưng mà chắc chắn là sẽ rơi xuống hoạt. Ủa rồi, ok, đây. Đây. Chị hổ này vậy. Mình tự đập tự chết nha. Áo thiệt đấy, mình tự đập là mình tự chết đấy. Tôi sẽ ai mặc áo virus là tự. Nó tự đai luôn. Ôi, không sao bạn ơi, đâu các con dài đâu ạ. Ui, dài đi ngay các bạn. Mình là chỉ, ôi nhưng mà mình còn mấy phút đâu bạn ơi, thôi nhá. Quả táo rồi nhá. Quả táo ăn rồi. À đâu, con dài, sao solo đi. Phá tại sao, nào, đẩy lui, chắc chắn nó không đẩy lui được mình rồi. À. Rồi, chết kìa. Này ai đập ấy. Nhớ đâu vừa đập ấy. Lên trên này các bạn. Được. Rồi xong bây giờ mình chết là tự sát là nó sẽ mất quả táo rồi, xong rồi thua rồi các bạn ơi. Chỉ có cái quả táo mới giúp chúng ta bất tử thôi bạn. Nhưng mà quả táo nó không có fly nên đâm ra rất là khó chịu. Thôi tự đập giường đi luôn đi nhé. Núp này núp. Nào. Không có quả táo là tàn phế luôn ấy. Tính ra là quả táo giúp chúng ta gọi là bất tử duy nhất thôi. Ôi chưa mua chưa. Ờ cái này. Ấy về hack đi. Cho bạn đấy hack đi. Này hack tí. Ôi đây từ đã đừng đập giường anh bảo. Cái gì anh bảo gì đây? Đây. Anh bảo đừng đập giường nhá. Ê. Mua ra chip à. Tại vì đây bạn.
chờ xíu đã, để nút chế cái này đã, chờ xíu đã, đừng đập dương vô đây, lúc có này. Lúc có một vật phẩm rất là gọi là gia truyền đây, chờ xíu, không có cái gì gia truyền, cái này gia truyền rất là mạnh mà, để nút thử đây, okay, đây là cho ngôi sao hy vọng, hai con dài đứng chụp lại đây, nút sẽ có sức mạnh của nguyên tố này, ra đây, đây, ra đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây luôn, mất tường này, nếu mà không được thì mất tường này, ô sao ném cái này nó ghi là, nó ghi là QEV1 mà nó ấy chứ, ôi, thôi, bây không biết nữa nha, thôi, ra đây, từ ra đây, nhảy luôn, tớ nhảy luôn. Không ăn thua bạn ơi. Cái này nếu mà quả táo mà có thêm fly nữa là mình tuyên bố rằng là mình có thể đánh bại được mấy thanh niên các bạn ơi. Thật sự là như vậy, nhưng mà không có fly thì chịu thôi. Nói chung là cái này tiếc rằng là không có fly các bạn ạ. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc cho bạn rồi. Đó thì nếu bạn nếu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả trong lúc tìm. Ấn đăng ký hộ nha. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.